Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng trưởng thành lớn mạnh, đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên dưới ngọn cờ của Đảng và trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh cách mạng, phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần xung kích tiên phong tình nguyện của thanh niên vẫn đang được tiếp nối trong giai đoạn hiện nay bằng những việc làm cụ thể thiết thực, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuân Quý Mão 2023 đậm tình yêu thương khi tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành tặng cho các em thiếu nhi, người dân khó khăn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ở các huyện biên giới tỉnh Bình Phước. Đó là trao những phần quà và học bổng vượt khó học tốt, khám phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân, thực hiện công trình ánh sáng biên cương, lắp đặt đèn chiếu sáng ở các đồn biên phòng. Không chỉ mang niềm vui xuân đến vùng biên, các hoạt động thắt chặt thêm sự gắn kết của thanh niên hai tỉnh, góp phần vun đắp tình anh em sâu đậm Bình Dương, Bình Phước. Các cô chú ở tỉnh Bình Dương về tặng quà cho các bạn trong vùng sâu vùng xa, con cảm thấy rất vui, thì con mong các cô chú sẽ quan tâm giúp đỡ các bạn ấy, và tụi con xin hứa sẽ chăm ngoan học tập tốt để không phụ lòng các cô chú ạ. Bác Hồ đã viết, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Cùng với cả nước, thanh niên Bình Dương đã và đang hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực, như khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, từ nông thôn đến thành thị, trong lao động học tập và các cuộc vận động, thanh niên đều tích cực tham gia để chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xác định từng cái nội dung giải pháp cụ thể cho từng khối đối tượng như khối cơ quan, trường học, khối doanh nghiệp, thì đặc biệt là khối đối tượng thanh niên công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, thì mỗi khối đối tượng có những cái điều kiện thời gian tham gia với là mức độ tham gia khác nhau, thì xác định từng nội dung giải pháp cụ thể để cho từng khối đối tượng có những cái sự tham gia phù hợp. Câu lạc bộ Tiếng Anh vì Cộng đồng tỉnh Bình Dương đã thực hiện rất là nhiều hành trình thiện nguyện đến tổng cộng là 5 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc, Trung, Nam, và thực hiện các chương trình như là Xuân Tình Nguyện, trao tặng quà cho các anh chị em thanh niên công nhân không có điều kiện nhiều quê ăn Tết, chương trình Mùa Hè Xanh đến với các vùng xa xôi của miền Trung để hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các bạn có động lực học tiếng Anh, cũng như là mùa thu tiếp sức đến trường, trao học bổng tiếp sức đến trường, và chương trình Trung Thu cho em, cho đối tượng là con em thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ để mà thực hiện tốt hơn nữa công tác về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho các bạn đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là phát huy các câu lạc bộ lý luận trẻ, là việc là phát huy các câu lạc bộ cán bộ trẻ để mà tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên được thực hiện tốt hơn nữa về công tác về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là việc là tạo điều kiện cho các bạn được tham gia các hoạt động cùng chính quyền địa phương như chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số cũng như là công dân số, tạo điều kiện cho các bạn là ứng dụng những cái khoa học công nghệ, những cái mới để vào cái công tác đoàn của mình. Trong giai đoạn hiện nay, thế giới đang ở kỷ nguyên số và Bình Dương đang thực hiện công cuộc chuyển đổi số, chiến lược xây dựng đô thị thông minh. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đòi hỏi tính tiên phong sáng tạo của thanh niên, cần được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, khẳng định vị trí là chủ nhân tương lai của quê hương đất nước.